Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Như các bạn đã thấy thì trên tay tôi là chiếc Insta 360 Onyx, chiếc camera 360 độ đang làm mưa làm gió trong giới action cam thời gian ở đây. Bên cạnh chức năng như quay phim, chụp ảnh 360 độ, bullet time hay là time lapse siêu đỉnh thì máy còn cung cấp cho chúng ta hai chế độ livestream. Một là livestream 360 độ, thứ hai là chế độ livestream fixed frame, tức là chỉ hiển thị một góc cố định thôi. Như thời gian ở đây, khá nhiều bạn inbox về page của Tokyo Camera chúng mình thắc mắc về việc livestream trên chiếc Insta 360 Onyx này, hỏi rằng là tại sao mà không thể livestream được và máy thì báo lỗi. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nho nhỏ để hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể livestream 360 độ trên con Onyx này, và xin mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, để có thể livestream thì chúng ta sẽ cần đến một sợi cáp như thế này. Đây, hãng đã cung cấp chúng ta 3 loại cáp để có thể phù hợp với tất cả các dòng máy hiện nay trên thị trường, bao gồm cáp micro USB, USB Type C và cáp Lightning. Chúng ta sẽ phải kết nối Onyx của chúng ta bằng cáp này chứ không phải là bằng Wi-Fi hoặc là Bluetooth như mọi khi nữa. Vì khi này thì điện thoại của chúng ta sẽ phải kết nối với cả những cái mạng Wi-Fi hoặc là 3G thì mới có thể phát trực tiếp được. Đó là xong bước đầu tiên. Và chúng ta cùng sang bước thứ hai, một bước quan trọng không kém. Để có thể phát trực tiếp thì chúng ta sẽ phải kết nối tài khoản Facebook với cả ứng dụng. Và chúng ta đầu tiên sẽ phải vào phần setting. Sau đó thì link account, Facebook account và đăng nhập Facebook của chúng ta vào đây. Ok, vậy là xong. Chúng ta hoàn thành bước thứ hai. Nhưng mà đây là một bước vô cùng là quan trọng đấy nhá. Thì chúng ta sẽ biết là tại sao nó lại quan trọng như thế. Rồi, thì bây giờ hãy cùng đến bước là kết nối chiếc Onyx của chúng ta với cả chiếc điện thoại để có thể truy cập vào ứng dụng và chúng ta sẽ livestream. Và cuối cùng là bước tạo bài viết. Khi mà chúng ta vào chế độ livestream thì chúng ta sẽ thấy ở bên phải của cái nút livestream này sẽ có một cái biểu tượng Facebook ở đây. Đó, chúng ta sẽ tạo bài viết ở đây. Ở đây thì Insta 360 cho phép chúng ta livestream trên cả Facebook, YouTube, Weibo và RTMP. Thì YouTube của chúng ta đang chỉ ở phiên bản thử nghiệm thôi và đang kiểm tra lỗi trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Bài viết ở đây ví dụ như là vào trong cái phần này thì nó sẽ cho phép chúng ta là có thể livestream trên page hoặc là những group mà chúng ta đang quản lý. Đó. Ok, khá là hay. Timeline tôi tạm thời cho để only me. Ok. Rồi. Và bây giờ thì chỉ cần confirm mà chúng ta đã có thể livestream được. Chúng ta còn có thể tùy chọn cái tốc độ khung hình ở đây, ví dụ là 15fps hoặc là 30fps. Đó. Tiếp theo là tốc độ truyền tải 2 megabit này, 4 megabit 6 và 8. Đó. Ở đây là chất lượng hình ảnh. Thì hãng có thể khuyến cáo chúng ta là 1280p hoặc là 1080p. Đó. Ở đây thì có các cái chế độ chỉnh thông số máy ảnh, ví dụ như là nó sẽ cho chúng ta hai chế độ, đó là Auto và Medio. Khi chọn Medio thì chúng ta có thể tùy chỉnh như là ISO này. Đó. Tốc độ màn chập này. Tốc độ màn chập. Rồi. Và cân bằng trắng. Ok. Thì tôi sẽ để Auto đi. Rồi. Và bây giờ thì tôi thử phát trực tiếp cho trang cá nhân của tôi xem là cái chế độ livestream này sẽ hoạt động như thế nào nhá.
Ok. Tốc độ mạng không đủ. Okay. Tôi đang livestream ở chế độ Full HD. Ok. Và ở trên màn hình livestream thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là số lượt đang xem này, lượt bình luận, thời gian livestream và số lượt yêu thích. Ngoài ra thì ở bên dưới góc bên phải phía dưới này nó sẽ hiển thị cho chúng ta những cái thông số rất là chuyên nghiệp, ví dụ như là tốc độ truyền tải này, số khung hình trên dây và độ phân giải. Ngoài ra thì nó còn hiển thị cái tốc độ khung hình thực tế khi mà livestream ở đây là 13.64 fps. Đó. Ok, vậy là clip hướng dẫn livestream bằng Insta360 của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.